Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì hôm nay tranh thủ mình vào mình làm một trận hộ đăng. Anh em giờ này chắc là nhớ hộ đăng lắm. Thấy anh em bỏ bê kênh tôi quá. Thì hôm nay mình làm clip này cũng như là mình bận mất mấy hôm mình đi đi chơi đi xả stress tí anh em ạ. Thì là mình nói với anh em để anh em ở nhà có thể cày view hay là cũng đừng có hóng quá, tại vì mình đi mất 3 hôm cơ. 3 ngày 2 đêm anh em ạ. Thì chắc là sang tuần mình mới về. Lại tranh thủ chuẩn bị đi, mình vào mình làm một clip đăng kênh cho nó đỡ lẻ loi. Ok, hôm nay mình sẽ test cái em M200 Cartoon. Con này thì mình chưa test. Nó có cũng được khoảng đâu đó khoảng độ 1 tháng đến tháng rưỡi rồi. Con này nó ra được khoảng độ tháng rưỡi rồi, nhưng mà mình chưa có test anh em ạ. Thì hôm nay mình tranh thủ mình vào mình test nhá. Khổ quá. Mấy hôm anh em bình luận bảo là ra này không ra clip hộ hoa đăng gì cả. Đây rồi, hôm nay ra nha. Đúng thật sự là cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng mà kiểu nhớ ra mới vào bắn đại trận đi. Không nào về bù cho anh em sau. Nào về mới sắp xếp thời gian mới được. Với lại dạo này kiểu nhiều anh em cày danh quá ấy. Thành ra là bận cày danh cho khách, không sợ là đến hết mùa không kịp, nó chất một đống lick. Mà có một mình cày à. Anh em phải hiểu rằng cày danh nó rất là vất vả, nó rất là lâu. Một mình nhận lick thì mình cứ nhận thôi. Cây thì phải cây cân lực, cho nên thành ra cũng nhiều lúc là cũng không có thời gian để mà edit clip hay là đi quay clip hộ đăng ấy. Khổ thật sự. Ui giời ơi, bày đẹp thế. Cầm mờ mờ mày, thành cáo. Sao chửi tôi vậy? Cái cú gì tôi à, sao cứ chửi tôi vậy? Ông hai ông chửi tôi à? Cày chắc là ông 89 Bolike này, chắc là cày đây. Cày gì, tôi mới vào, tôi chưa có trên tay trên tiếc gì đâu à. Tôi vào là tôi chơi đó. Ờ hay rồi, 1-3 rồi anh em ơi, team này ăn hành rồi. Cố lên nào, có tôi ở đây rồi anh em ơi. Let's go, let's go. Cứ lướt mà farm thôi. Con M200 này thì tuy là nó không bằng con M200 VIP, nhưng mà bắn được. Nói chung là tốc độ nó vẫn nhanh, vẫn ok. Trong B này. Đi đâu đấy? Chạy đâu mà kỹ thế? Không ra luôn. Ui giời, ra chưa? Vẫn là thằng Bolike anh em ạ. Vẫn là thằng Bolike và cái thằng KAC. Đi đâu? Làm lăm bé luôn. Vẫn cứ là uy tín. Cái con M200 Cartoon này thì nó màu mè thì mình thấy là cũng không được rực rỡ lắm. Nói chung là cũng hơi trầm, màu hơi trầm một chút này. Cũng gọi là thôi thì tạm nhìn, tạm ổn. Nó cũng lơ lớ với khẩu M200 tôn ngộ không nhỉ anh em nhỉ. Nhìn giống vãi. Với lại cái bộ combo này ấy, cái con M200 mới đi kèm khẩu lục nữa. Nhưng mà mình không có test lục. Hôm trước mình test lục rồi hay sao nhỉ? Khẩu lục của nó là cái khẩu gì ấy, bắn bập bắn liên tục luôn. Cũng hơi ảo. Ok kìa. Thế mà mít đến 2 viên ạ. Quá ư là hư cấu. Ok chưa, uy tín chưa? 3 đều nha anh em. Có tui gái là nó là khác bọt ngay. Ủa không thằng nào bay hành lang luôn này. Cái khe này không ai bay à? Không, thế mà vừa nãy mình cứ nghĩ là rút nước ván này chúng nó phải đi hành lang đông lắm, cho nên là mình không dám rút nước, là mình phải thủ lại. AB còn ai không nhở? Đi ra đây hộ tôi cái nào. À trong B có này, trong B có này. Nhảy với chúng tôi, nhảy với chúng tôi, nhảy với chúng tôi này, nhảy này. Ai trong B còn này. Đâu rồi? Pikachu ngay. Thành cáo sao mày chơi hay thế?
Tôi không biết đó, chả biết là tại sao chơi hay thế. Hay là những người có vợ thường chơi hay hả anh em? Anh em có nhà đâu? Nè, như Tú Lê này, Sadi này có vợ nè, Tú Lê có vợ nè. Rồi Tiến Zombie có vợ nè. Tiến Sinh Trai có vợ nè, tôi có vợ nè. Anh em có nhà đâu? Như là mấy ông kiểu là có vợ là chơi nó sẽ hay hay sao á? Chém thí tôi anh em ạ. Chém quá anh em, bảo là tôi toàn chém. Tôi toàn nói xàm không à. Đôi khi lên kênh chém gió với anh em cho nó vui, cho nó tình cảm. Cái tem bên kia chính ra họ bắn cũng được ấy chứ nhờ. Bắn cũng gọi là ổn áp phết đấy. Mà này tôi bắn chậm lại xíu nha. Me me không thằng nào xuống giúp B không? Không ai xuống giúp B à? À, bạn Queen kia bạn ăn được rồi. Úi rồi ăn hai thằng giúp B luôn rồi. Ngọt lượm luôn. Đâu A còn không đây? Hình như trong A sao á. Cẩn thận nha, chơi kỹ B nha, bọn này hay lúp lắm. Úi giời ơi. Tưởng đâu tôi ăn chứ đấy. Toàn các chú bé đần. Vãi cả các chú bé đần nữa. Nghe vẻ ngô nghĩnh vậy. Có cả các chú bé đần luôn. Này thì chú bé đần này vô tình đấm vào mồm luôn. Vô tình bảo này thì bảo các chú bé đần này đấm vào mồm mày luôn. Ây, 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 lạc lách đánh võng. Úi rồi. Bé ơi, bé có biết là anh, anh có chứng chỉ đánh lạc lách đánh võng không? Ấy. Ô, cái thằng chạy qua đây đâu rồi? Đã móc lên đến đây rồi, nhanh thế ở rời. Có phải hình như là có một thằng solo cô thì phải anh em nhỉ? Hay là mắt tôi nhìn nhầm ta? Hình như có phải là có cái thằng solo cô không ta? Thằng cầm nhân vật solo cô đấy. Chắc nó hẹo à? Hay là mình nhìn nhầm ta? Cố lên anh em. Ui trời ơi, team này như kiểu một mình tôi bắn vậy. Một mình tôi bắn hơn 20 phát rồi. Được quá. Ôi rồi hành lang chạy một nha. Ây, lưu B có này. Lên đây. Vô cái đầu lên hộ tôi cái nào. Úi giời ơi, AB, AB. Nào. Úi giời, lướt B này. Lướt B với chúng tôi này. Nào, bọn này móc hết liệt cầu A đúng không? Úi giời, AB con. Tí hẹo anh em ạ. AB còn luôn đâu, tưởng đâu móc hết lên rồi. Tôi khi nào bắt tham minh là hơi sai và đọc map là hơi sai ấy. Úi giời, đầu A này. Này biết C4 không ta? Dốc B à? Dốc B à? Dốc B thì quanh quẩn cầu B thôi. Quanh quẩn cầu B hoặc là nó, hoặc là nó chạy ra AB nó đuổi mình. Tại vì lúc mình bắn chết thằng AB kiểu gì nó báo là AB móc lè. Đó, thì kiểu gì nó sẽ móc về AB. Bây giờ khả năng nó móc ra xe anh em ạ. Đấy là theo suy tính của tôi vậy thôi. Chứ còn tôi thì tôi vẫn phải check kiểu kỹ kỹ càng một chút. Đấy, theo suy tính. Đó, yên tĩnh lắm. Yên tĩnh lắm, khả năng này đang ở A rồi anh em ạ. Đúng chuẩn bài luôn. Đúng chuẩn bài luôn. A luôn rồi. Đấy. Đấy không? Trời ơi, 7 thằng luôn. Tuyệt vời luôn. F11. Hack rồi. Đôi khi là anh em bắn chơi game này anh em kiểu là lên tạo ra những cái câu hỏi. Ví dụ như nếu là mình là thằng địch thì mình sẽ như nào, mình bị bắn chết ở cái khu vực AB sẽ như nào. Đó. Thì mình sẽ báo cho đồng đội là thằng này ở AB nó móc lè. Đấy. Thành cáo hack hay gì đấy. Hách đâu, hách hồi nào. Ông cứ đổ oan tôi à. Nói chung là mỗi một cái hướng di chuyển của mình đó, mình sẽ phân tích ra là mình đi đây, mình bắn chết thằng này. Thằng này nó sẽ báo cho đồng đội là này nó móc đến đây rồi. Đấy, thì nó sẽ bọn kia nó sẽ biết vị trí đấy, nó sẽ móc ngược lại mình đấy. Cho nên là nhiều khi mình đi như kiểu là mình nhìn xuyên tường đúng không? Anh em cảm giác là ui, mẹ sao ông Hồ Điệp lại đi tự tin thế? Nói chung là nó có mẹo cả anh em ạ. Nói chung là mình cũng có chia sẻ thật lòng ấy nhá. Mình chia sẻ thật lòng, trong đầu mình nghĩ cái gì mình bắn như nào mình chia sẻ thật lòng với anh em đấy.
chứ không phải là mình gọi là mình không phải là mình tinh tướng, mình kể là mình hay mình giỏi đâu nhá. Đây là mình chỉ chia sẻ có bí với anh em thôi. Anh em mà thấy ok ổn áp, ừ ông này nói đúng, ông này nói có lý đấy, thì anh em nghe, anh em có thể là học hỏi thêm một chút, hay là vun đắp thêm một chút vào cái kỹ năng của mình hay là cái lối bắn của mình chẳng hạn, thế biết đâu giúp được ích cho anh em là sao, đúng không? Còn nhiều anh em có thể là nhiều anh em không thích mình, người ta vào người ta nghe những cái câu chuyện như này, người ta lại bảo ui định mệnh thằng này nó bắn thì gà mà nó toàn đi gọi là nó đi nó thể hiện rồi nó sao nhỉ, nó thể hiện rồi nó nghĩ nó là hay, nó nói cái gì cũng đúng kiểu vậy. Địch vậy tí chết với thằng ở nhà luôn ấy. Ui dồi, nó bay cũng ghê đấy chứ. Nó bay cũng ác liệt đấy chứ. Khốc liệt đấy. B à? Nó móc vào đến B rồi cơ à? Cầu A có nha. Ôi ơi, cuối B, nó móc vào cuối B rồi. Cố lên anh em ơi. Một mình tôi bắn, một mình tôi gồng gánh cái team này đây. Nhà nó một nhà bạn ơi. Rồi xong rồi. Thấy bắn hụt viên đạn là biết xong rồi. Bên kia thủ thẩm du ác phết. Ê. Cuối B này. Ui giời ơi, hốt hàng của tôi kìa. Ai cuối B còn thằng nữa này. Đây này. Đây này. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Thằng trên vật lam rồi ta. Ôi, khả năng nó hẹo rồi. Ô, hai thằng nhà nó. Nhà nó hai này anh em. Lên xử nó giúp tôi cái nào. Ai, còn thằng nhà nó nữa. Ai, tuyệt vời. Tuyệt vời ông bậc trời. Đứng nước, ê cái nước của thằng này. Uy tín chưa? Hẻm A đúng không? Ê đâu thế? Ba thằng anh em ạ, vãi trưởng, cầu A2. Cậu A còn đấy. Xử nó. Gì? Ui. Hay thế mà vẫn hai ông này mà vẫn để ông ở hẻm A không ăn mất. Hơi buồn nhỉ. Tung tăng thế, anh em tung tăng thế. Trận này không biết có được 50 kin không ta. 11 round rồi à. Khả năng trận này không được 50 kin rồi. Team bên kia là out hết rồi. Đi đâu? Đi đâu phải xin giấy phép nhá. Cứ thế là chạy, cứ thế là đi thôi. Lúc chúng tôi này, lúc chúng tôi này. 12 round rồi, khả năng không được 50 kin rồi anh em ơi. Mỗi round ăn 3 mạng. Không được rồi, không được rồi. Thôi, cố gắng đến đâu thì mình chơi đến đó. Nói chung là tổng kết lại em M200 này bắn cũng gọi là được anh em ạ. Không đến mức tệ. Ôi giời ơi, cắm đầu cắm cổ chạy lấy chạy để anh em ạ. Ai 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 ai. Tôi thấy bạn rồi nha, nhưng mà bạn làm hơi nhanh. Bạn làm hơi nhanh. Ôi ơi, thằng ở nhà nó bắn chết tôi rồi. Nhà nó đấy. Rào một đấy thắng mà được mỗi kin. Buồn thế. Cuối B không là rào chẳng là
khả năng bọn này là thủ nhà hết rồi. Cậu ạ, không có ai luôn. Nhà nó kìa, nhà nó kìa. Thủ hết nhà rồi anh em ạ. Một thằng, hai thằng. Khả năng là không đến lượt mình rồi. Biết ngay mà. Ok, thôi clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những clip sau. Bye bye.